nghệ thuật làm tranh giấy xoắn là một loại hình thủ công độc đáo, thể hiện sự sáng tạo kỳ diệu của đôi bàn tay, khối óc và sự kiên nhẫn của con người. Nằm ở khu cư xá Vĩnh Hội, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Từ 5 năm nay, cơ sở sản xuất tranh giấy xoắn Alice Quilling của chị Trần Thụy Thúy Vi lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Alice ở xứ sở thần tiên, là nơi tập trung làm việc của nhiều chị em khuyết tật. Và đây cũng là nơi tạo việc làm, mở ra cánh cửa tươi sáng hơn cho người khiếm khuyết. Giấy màu, máy xoắn, keo dán, cùng đôi bàn tay khéo léo, Thúy Vi đã tạo nên những sản phẩm tranh giấy xoắn vượt ra khỏi giới hạn của những đồ thủ công đơn giản. Tốt nghiệp cũng là 35 tuổi rồi, thì mình mới... Nói chung là trong tay cũng không có nhiều tiền đâu. Do là mình là làm việc một cái video clip của báo Tuổi Trẻ về chủ đề Tết trong mắt tôi và đạt giải nhất trong đó và được số tiền là 10 triệu. Rồi bắt đầu từ đó 10 triệu đó là mình khởi nghiệp. Nơi đây làm rất nhiều loại tranh, từ tranh phong cảnh, tranh chân dung, tranh loài vật đến tranh chữ. Mỗi bức tranh mang một phong cách riêng. Ở Việt Nam, tranh giấy xoắn còn khá mới mẻ với người thưởng thức. Và việc làm ra những sản phẩm tinh xảo hầu như chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích. Nhiều khi sự khéo léo nó cũng không có đóng góp nhiều trong đó đâu, mà chỉ cần một cái tâm của mình ở trong đó nữa, thì cái bức tranh đó nó sẽ mang được nhiều cái ý nghĩa lắm. Hoàn thành xong ước mơ có riêng cho mình một cơ sở làm tranh, Thúy Vi còn giúp đỡ những chị em có cùng hoàn cảnh để họ quên đi những mặc cảm bản thân, cùng nhau tạo nên những sản phẩm sống động. Từ những cái đơn giản nhất thì mình đã giúp được các bạn khuyết tật đồng gánh ngộ chung với mình. Thì điều đó làm cho mình có một cái động lực, một cái niềm vui. Để nói về cái sự ổn định, mình bảo đảm cho các bạn có một cái sự ổn định. Nhưng mà thật sự ra ở trong cái cơ sở của mình đã là cơ sở khuyết tật rồi, thì không những mình dạy nghề mà còn mình còn truyền đạt lại cho các bạn cái sự tự tin, sự nỗ lực của bản thân mình. Sau này mình còn sẽ làm được nhiều cái khác nữa, chứ không phải là một cái nghề đó để có nuôi sống của các bạn. Làm ở đây thì nó rất là thú vị, còn lúc đầu thì em rất là chưa có mức cố gắng để làm ra được một cái tranh, thì dần dần lúc đầu em rất là nản, rồi sau đó thì em mới thấy được cái thú vị nó bên trong của nó. Những sản phẩm tranh giấy xoắn của Thúy Vi khi đến tay người tiêu dùng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực bởi sự mới lạ và tinh tế. Tuy nhiên, để có được đầu ra ổn định trên thị trường vẫn còn là một nỗi trăn trở. Khát vọng được sống như những người bình thường, được làm việc, được yêu thương, được chia sẻ cũng chính là động lực giúp Thúy Vi vượt lên trên số phận thiệt thòi. Ngày qua ngày, viết nên những câu chuyện đẹp về tình yêu cuộc sống tại xưởng tranh của riêng mình.